Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được chào đón ngày mới cùng quý vị và các bạn trong bản tin thời tiết 6 giờ sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, các tỉnh Bắc Bộ đang nằm trọn trong khối khí lạnh có cường độ mạnh nhất từ đầu mùa đến nay. Tính đến ngày hôm qua thì nền nhiệt trung bình trên toàn khu vực đã đạt ngưỡng rét đậm khi mà nhiệt độ trung bình ngày dưới 15 độ. Các tỉnh vùng núi ở mức rét hại với nhiệt độ trung bình ngày dưới 13 độ. Trong đêm qua và sáng sớm nay do tình trạng phát xạ vẫn tiếp tục diễn ra mạnh nên nền nhiệt độ vào lúc này vẫn duy trì ở ngưỡng thấp. Ở vùng đồng bằng phổ biến từ 12 đến 14 độ, còn ở các tỉnh vùng núi phía Bắc thì nhiệt độ vẫn dao động dưới 11 độ. Tại Sapa, Sìn Hồ, Pha Đin, Mẫu Sơn, nhiệt độ vẫn duy trì ở ngưỡng dưới 5 độ. Hiện tượng băng giá sẽ giảm dần nhưng mà vẫn còn xuất hiện ở những đỉnh núi cao thuộc dãy Hoàng Liên Sơn. Do vậy, bà con các tỉnh vùng núi vẫn cần có các biện pháp phòng chống rét cho gia súc, giảm thiểu tối đa những thiệt hại không đáng có do thiên tai gây ra. Ngày hôm nay thì khối không khí lạnh bắt đầu quá trình suy yếu nhưng rất chậm, trường gió đông bắc sẽ chuyển hướng dần và có thêm thành phần là gió đông, nên toàn miền Bắc chủ đạo là mây nhiều, tuy nhiên thì nhiệt độ sẽ tăng dần, mức nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến dao động từ 17 đến 19 độ. Do khối khí lạnh đang suy yếu nên sự tương tác giữa trường gió đông bắc với địa hình chắn gió của dải Trường Sơn cũng giảm đi, do đó thì những cơn mưa tại các tỉnh ven biển Trung Bộ đã giảm về diện và thu hẹp về lượng. Trong đêm qua thì vùng mưa còn tập trung chính từ các tỉnh Huế trở vào cho đến Khánh Hòa, tuy nhiên thì lượng mưa không lớn. Do mưa giảm nên nhiệt độ cũng có xu hướng tăng nhẹ, khu vực Bắc Trung Bộ trời vẫn còn rét với mức nhiệt cao nhất ở ngưỡng từ 18 đến 22 độ. Từ Huế trở vào đến Quảng Ngãi nhiệt độ sẽ tăng lên 24 đến 25 độ, trời chỉ còn rét về đêm và sáng. Trong khi đó thì các tỉnh từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận thì nhiệt độ nhỉnh hơn một chút, dao động từ 28 đến 30 độ, trời mát. Tuy nhiên, đến khoảng chiều tối nay, những nhiễu động trong đới gió đông sẽ đưa khối mây ẩm ở khu vực quần đảo Trường Sa vào đất liền, sẽ gây mưa rông trở lại cho khu vực Trung và Nam Trung Bộ. Và đây sẽ là một đợt mưa trái mùa diện rộng cuối cùng trong năm 2015 ở khu vực miền Trung. Không khí lạnh với cường độ mạnh cũng đã ảnh hưởng tới cả khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, làm cho nền nhiệt độ vào đêm và sáng giảm xuống, trời khá rét khu vực Tây Nguyên với mức nhiệt chỉ dao động từ 16 đến 17 độ. Còn ở Nam Bộ thì trời lạnh với nền nhiệt độ dao động từ 20 đến 24 độ. Đến gần trưa thì nhiệt độ sẽ tăng lên, ở các tỉnh Tây Nguyên sẽ dao động từ khoảng 24 đến 27 độ và ở các tỉnh Nam Bộ thì mức nhiệt này ở vào khoảng 29 đến 33 độ. Tuy nhiên, đến khoảng chiều tối nay, do sự xuất hiện của vùng nhiễu động gió đông trên mực khí quyển tầng cao sẽ gây mưa cho khu vực này. Vùng mưa tập trung chính ở các tỉnh Nam Tây Nguyên và hầu khắp các tỉnh thành thuộc khu vực Nam Bộ. Và cuối cùng là những thông tin thời tiết biển. Thưa quý vị và bà con ngư dân, ngày hôm nay do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh kết hợp với hoàn lưu vùng áp thấp đẩy lên từ cơn bão số 5, nên vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực Biển Đông, bao gồm cả hai quần đảo là Hoàng Sa và Trường Sa, sẽ tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 gây biển động mạnh, cùng với những con sóng dâng cao 2-4 mét. Còn tại vùng biển giữa Biển Đông, trong ngày hôm nay, gió đông bắc vẫn tiếp tục mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Không những thế, trên vùng biển này lại tồn tại nhiều ổ mây dông, tập trung chính ở phần phía nam có khả năng gây mưa dông, kèm theo đó là lốc xoáy nên các tàu thuyền tuyệt đối tránh hoạt động trên khu vực này. Đặc biệt tại khu vực Nam Biển Đông, bao gồm quần đảo Trường Sa sẽ có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông thì cần đề phòng có lốc xoáy gây nguy hiểm cho hoạt động tàu thuyền. Thưa quý vị, như vậy là ngày hôm nay khối không khí lạnh bao trùm Bắc Bộ đang bắt đầu suy yếu nhưng rất chậm. Tuy nhiên, vùng rét đậm sẽ thu hẹp dần, đồng bằng Bắc Bộ và Hà Nội sẽ không có rét đậm nữa. Trong khi đó, ở khu vực vùng núi và trung du thì hiện tượng rét hại sẽ chuyển thành hiện tượng rét đậm. Băng giá ở các đỉnh núi cũng sẽ tan dần. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết sáng của kênh VTC14. Chúc quý vị một ngày mới nhiều năng lượng. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại. Thank you.
Thank you.